tử vi tháng 6 năm 2024 của 12 con giáp dương lịch bắt đầu từ ngày 25 tháng 4 năm 2024 âm lịch, tức ngày bính thân, tháng kỷ tỵ năm giáp thìn, đến 25 tháng 5 năm 2024 âm lịch, tức ngày ất sửu, tháng canh ngọ, năm giáp dần. Hé lậu về công danh, tình duyên, tiền bạc, sức khỏe tháng mới của bạn chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày .vn 1. tuổi tý tháng 6 năm 2024 dưới tác động của nguyệt lệnh lâm tuyệt bản mệnh thấy công việc của mình khá bấp bênh thiếu vững chắc nhiều thay đổi bất ngờ xuất hiện khiến bạn hoang mang lo lắng thậm chí đánh mất định hướng của mình nhiều đối thủ đồng nghiệp cạnh tranh cũng khiến bạn luôn phải gồng mình làm việc, khó có lúc thành thơi. Tử vi tháng 6 năm 2024 Đông Phương của 12 con giáp tiểu hao cho thấy chuyện làm ăn kinh doanh cũng không có nhiều thuận lợi, bạn nên thận trọng nếu có ý định đầu tư, kinh doanh trong thời điểm này. Tốt nhất là nên hoãn lại để chờ thời điểm thích hợp hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh cũng cần hạn chế chi tiêu. Các khoản chi nhỏ cộng gộp cũng khiến bạn tốn kha khá tiền. Phương diện tình cảm cũng không tích cực hơn, vợ chồng bạn thường xuyên cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt. Có lẽ bạn tự đặt cái tôi của mình lên quá cao nên không chịu nghe theo lời khuyên của người ấy. Đến khi rắc rối xảy ra, hai người lại quay sang trách móc nhau xem tử vi tháng 6 của 12 con giáp được dự báo sẽ là một khoảng thời gian khá khó khăn đối với người tuổi Tý. Khi các phương diện cuộc sống đều có dấu hiệu xuống dốc, nhiều thử thách xuất hiện đòi hỏi bạn phải kiên trì và cố gắng thật nhiều nếu muốn vượt qua. Hai, Tuổi sửu tháng 6 năm 2024 tuổi sửu bước sang tháng mới, cuộc sống của người tuổi sửu có thuận lợi cũng có khó khăn. Khuyên bạn phải có cách tùy cơ ứng biến trong những trường hợp khác nhau. Tránh chuyện bé xé ra to, tự đẩy mình vào rắc rối. Tam hợp chiếu mệnh, nhìn chung công việc của bản mệnh vẫn tiến triển khá thuận lợi. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nếu phải tham gia thi cử, học hành cũng sẽ đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên, những thành tích bạn gặt hái được có thể sẽ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt, ngấm ngầm bày trò hãm hại. Phương diện kinh tế có dấu hiệu khởi sắc. Tháng này quan hệ xã giao nhìn chung hài hòa nên bản mệnh có thể xúc tiến việc ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, bạn cũng cần phải đánh giá đúng tình hình thực tế đừng tin theo lời rủ dê lôi kéo của người ngoài tình cảm có nhiều dấu hiệu khởi sắc tuổi sửu dù không nổi bật nhưng vẫn luôn thu hút được sự chú ý của nhiều người bạn có thể lọt vào mắt xanh của ai đó trong tháng này nếu có ai chủ động làm quen bạn cũng có thể thử trò chuyện với đối phương biết đâu đó là người có tâm hồn đồng điệu với bạn 3. Tuổi dần tháng 6 năm 2024 tuổi dần thấy rằng vận trình của bản mệnh có tốt có xấu. Vì vậy bạn cần cổ vũ bản thân vượt qua những khó khăn, đồng thời chủ động nắm bắt các cơ hội, đừng chân chư. Do dự quá nhiều kẻo bỏ lỡ những thời cơ tốt, trên phương diện sự nghiệp, do phải chịu ảnh hưởng của cục diện tương hại, bản mệnh có thể vướng vào nhiều chuyện thị phi, tin đồn tai tiếng khuyên bạn nên tập trung vào công việc của mình chưa nghĩ đến việc hãm hại người khác tránh nóng này kẻo gây thù chuốc oán với người khác hãy dùng kết quả công việc thực tế để chứng minh giá trị bản thân mình tài lộc cũng không mấy khả quan do bản mệnh phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ thêm vào đó kẻ xấu còn cố tình tiếp cận bạn dùng lời lẽ ngọt ngào dụ dỗ bạn nếu sơ suất cả tin thì bạn sẽ dễ đưa ra những quyết định sai lầm may mắn mà phương diện tình duyên lại có nhiều điểm sáng rực rỡ thái âm chiếu mệnh đem lại cho bạn nhiều đối tượng lý tưởng đặc biệt là nữ mệnh nếu bạn tự tin và chủ động hơn thì không thiếu người theo đuổi trong gia đình quan hệ vợ chồng nhìn chung hài hòa hai người đều biết nhường nhịn nhau không so đo tính toán chuyện nhỏ nhạt 4. Tuổi Mão tháng 6 năm 2024 xem tử vi chính xác nhất nói rằng, vận trình của bản mệnh không có nhiều biến động, song bạn cần phải tìm động lực để cố gắng hơn, nếu không dễ rơi vào tình trạng chi trề. Dậm chân tại chỗ, thậm chí tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm bệnh, bản mệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, không tập trung trong công việc không có tinh thần phấn đấu bạn chỉ làm việc với tinh thần ứng phó chứ không thực sự quyết tâm thậm chí khi được lãnh đạo giao nhiệm vụ bạn lại tìm cách thoái thác cứ tiếp tục thế này bạn sẽ dần thụt lùi so với mọi người xung quanh phương diện tài chính cũng không có điểm sáng những gì bạn làm từ trước đến nay đã không còn thu hút được khách hàng đối tác đã đến lúc bạn cần phải bước ra khỏi vùng an toàn và thay đổi bản thân, không thể mãi đi theo lối mòn. Ngoài ra, sức khỏe suy giảm cũng khiến bạn phải tốn thêm một khoản chạy chữa. May mắn phương diện tình cảm lại đem tới nhiều tin vui. Có ngũ hành tương sinh nâng đỡ, bạn và người ấy ngày càng thấu hiểu nhau hơn. Hai người đặt mình vào vị trí của đối phương nên chẳng còn cãi cỏ hành xử vô lý nữa, hãy coi người nhà là động lực để cố gắng hơn trong cuộc sống. Năm, tuổi thìn tháng 6 năm 2024 mọi việc có thể tiến triển không như ý của người tuổi thìn trong tháng này, chủ yếu là vì chính bạn cũng không thực sự quyết tâm làm việc may mắn là phương diện tình cảm yên ấm đem lại cho bạn nhiều niềm vui và sự an ủi dưới tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm suy bạn thường hay lo lắng về mọi chuyện xung quanh nhưng lại không có ý định bắt tay vào giải quyết bất cứ công việc nào các nhiệm vụ chất đống từ ngày này sang ngày khác khiến bạn càng cảm thấy căng thẳng mệt mỏi hơn đã đến lúc bạn cần thúc đẩy bản thân để trở nên năng động hơn phương diện kinh tế có dấu hiệu xuống dốc nhẹ bạn chưa tìm ra được hướng đi chính xác cho mình nên khá hoang mang bối rối có lẽ đây là lúc bạn nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm không nên vội vàng nghe theo lời rủ dê của người khác những lời hứa hẹn làm giàu nhanh đều không đáng tin may mắn bạn lại khá đào hoa trong tháng này những thế mạnh của bạn thường được người khác giới nhận thấy Chính vì vậy mà bạn dễ trở thành người nổi bật, đi đến đâu cũng được quan tâm, chào đón. Bạn có thể gặp được ai đó phù hợp trong tháng này. 6. Tuổi tị tháng 6 năm 2024 vận trình của bản mệnh có tốt có xấu trong tháng này? bạn cần sẵn sàng tinh thần nắm bắt các cơ hội và chủ động trong việc giải quyết các rắc rối như vậy mới chứng minh được bản thân tạo ấn tượng tốt với mọi người có nguyện lệnh đế vượng soi chiếu con đường sự nghiệp của bản mệnh có dấu hiệu phát triển rõ rệt bạn thể hiện được khả năng của mình khi hoàn thành tốt các nhiệm vụ khó thậm chí còn là người dẫn đường cho cả tập thể hãy giữ vững phong độ của mình bạn có cơ hội được cất nhắc lên những vị trí cao hơn hoặc được giao cho nhiều trọng trách phương diện tài chính cũng có nhiều khởi sắc những thành tích tốt trong công việc giúp bạn nhận được nhiều khoản hoa hồng thưởng nóng thậm chí có người còn được tăng lương đảm bảo tương lai ổn định hơn với người làm kinh tế bạn khẳng định được vị trí của mình trên thị trường nên khách hàng ngày càng đông đúc không sợ đối thủ cạnh tranh Tiếc rằng phương diện tình cảm lại không được suôn sẻ như vậy. Có lẽ bạn quá bận rộn công việc nên có phần thờ ơ với gia đình. Thêm vào đó, bạn còn thường xuyên đưa ra những yêu cầu vô lý bắt nửa kia nghe theo nên mối quan hệ vợ chồng có phần căng thẳng. 7 tuổi ngọ tháng 6 năm 2024 vận trình của người tuổi ngọ trong tháng 6 này có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Tránh hành động theo cảm tính kẻo có thể gặp phải rắc rối bất ngờ. Trên phương diện sự nghiệp, dưới sự nâng đỡ của tam hội, bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa mọi người sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết nên công việc nào cũng tiến triển suôn sẻ ngoài dự kiến tuy nhiên khi gặt hái được thành công bạn vẫn cần khiêm tốn biết mình biết ta chớ khoe khoang tự phụ mà gặp rắc rối khôn lường chuyện làm ăn cũng có những tiến triển khá tích cực bạn chăm chỉ cần mẫn làm việc ngay cả khi mọi người xung quanh muốn nghỉ ngơi hưởng thụ nên đồng tiền cũng chảy về túi nhiều hơn. Tháng này có cơ hội ký kết hợp đồng với đối tác triển vọng hoặc mở rộng quy mô kinh doanh. Bạn cần chuẩn bị sẵn các yếu tố nhân lực, vật lực để nắm bắt bất cứ lúc nào. Phương diện tình cảm có bách việt, chủ đào hoa chiếu mệnh, bạn dễ nhận được sự chú ý hoặc lời bày tỏ. Làm quen từ mọi người xung quanh. Tuy nhiên bạn vẫn cần thận trọng trong việc đưa ra các quyết định, tránh để mình vướng vào những mối quan hệ phức tạp. Tám, tuổi mùi tháng 6 năm 2024 có thể nói rằng tháng này là khoảng thời gian cực kỳ may mắn đối với người tuổi mùi. Bạn luôn cố gắng, nỗ lực, lại thêm sự giúp đỡ của quý nhân nên việc nào cũng đạt được thành tích đáng mừng khiến nhiều người ngưỡng mộ trên phương diện sự nghiệp do có tam hội và nguyệt lệnh quan đới nâng đỡ bạn xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa việc khó nào cũng có người giúp sức hãy đặt ra những mục tiêu tham vọng cho mình và cố gắng hết sức công lao của bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng bạn sẽ khẳng định được vị thế trong tập thể trên phương diện tài lộc bạn có quan hệ khách hàng đối tác rộng mở nên làm việc gì cũng dễ dàng hơn nhiều nếu đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực vật lực thì hãy tự tin vào bản thân và những quyết định của mình có thể bạn sẽ phải làm việc hơi vất vả một chút song tiền chảy ào ào về túi sẽ khiến bạn cảm thấy những gì mình bỏ ra không uổng phí chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui do ngũ hành tương sinh tác động bạn và nửa kia biết bao dung và tha thứ cho những lỗi lầm của nhau có khó khăn thì hai người cùng gách vác nhờ thế mà quan hệ đôi bên ngày càng bền chặt không ai có thể chen chân vào 9 tuổi thân tháng 6 năm 2024 tuổi thân thấy đây là thời điểm vận trình của bản mệnh biến động mạnh, hung cát khó lường. Có thể trước đó, bạn đang gặt hái thành công, được nhiều người ngưỡng mộ nhưng ngay sau đó, bạn lại phải đối diện với những lời đồn không hay về mình. Dưới tác động của nhị hợp, bạn thông minh, nhanh nhạy, đưa ra được nhiều ý kiến đóng góp hữu ích cho tập thể cấp trên có thể yên tâm giao cho bạn nhiều nhiệm vụ quan trọng tuy nhiên chính điều đó cũng khiến bạn nảy sinh kiêu ngạo hãy chú ý cách hành xử của mình chớ coi thường người khác kẻo cục diện tương hình sẽ đem tới những kẻ tiểu nhân gây họa cho bạn phương diện tài lộc lúc tốt lúc xấu bạn có thể nhận được khoản lãi lời từ những mối đầu tư trước đó của mình nhưng cũng có thể phải chi tiêu nhiều để giúp đỡ người khác có lúc còn làm ơn mắc quán vừa tốn tiền vừa khiến mọi chuyện tiến triển xấu đi hơn nữa tháng này bạn còn tốn thêm nhiều tiền để mua bán trưng diện cho mình phương diện tình cảm cũng hung cát khó lường người độc thân để ý hơn tới ngoại hình dưới tác động của mộc dục nhưng vì thế mà bạn cũng có thể thu hút sự chú ý của cả những người không đứng đắn hãy cẩn thận trước khi bước chân vào một mối quan hệ người có gia đình thì cần chủ động giữ khoảng cách với người khác. 10. Tuổi Dậu tháng 6 năm 2024 tuổi Dậu thấy vận trình của người tuổi Dậu nhìn chung khá tươi sáng trong tháng này. Bạn càng chăm chỉ làm việc thì sẽ càng gặt hái được nhiều thành quả tuy nhiên cần chú ý hành xử để tránh những rắc rối không đáng có trong công việc cũng như trong cuộc sống trên phương diện sự nghiệp tam hợp phù trợ bản mệnh phát huy được tài năng của mình lại biết lãnh đạo cổ vũ mọi người hướng tới mục tiêu chung vì vậy không ít người ghi được điểm trong mắt lãnh đạo đạt được cột mốc mới trong công việc nếu chú ý hơn đến cách nói năng cư xử thì bạn dễ mở rộng được các mối quan hệ xã giao hữu ích. Trên phương diện kinh tế, bạn đưa ra được những quyết định khá đúng đắn trong đầu tư, kinh doanh. Có thể đồng tiền không chảy về túi của bạn ngay lập tức nhưng vẫn sẽ có những lời lãi nhất định giúp bạn kiên định hơn với định hướng của mình. Tuy nhiên, hãy kiềm chế tình nóng này của mình để không gây ra những mâu thuẫn với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp xung quanh. Chuyện tình duyên thì lại có lắm nỗi gian chuân. Ngũ hành tương khắc cho thấy vợ chồng bạn dễ mâu thuẫn với nhau, dù nguyên nhân có thể rất nhỏ nhặt. Bạn không thể ép buộc người ấy phải làm theo mọi mong muốn của mình. Hãy thử đặt mình vào vị trí của người ấy, hạ cái tôi xuống một chút, có thể bạn sẽ nhìn nhận mọi việc theo hướng khác. 11. Tuổi Tuất, tháng 6 năm 2024 xem tử vi hàng tháng chính xác, tuổi Tuất thấy tháng 6 này hứa hẹn là một tháng thuận lợi và tràn đầy hy vọng đối với người tuổi Tuất. Bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Công lao của bạn sẽ luôn được đền đáp xứng đáng. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy tháng này bạn duy trì được tinh thần làm việc hăng hái, tích cực bạn sẵn sàng nhận thêm các công việc khó học tập thêm những kiến thức kỹ năng cần thiết và không ngại thừa nhận những mặt còn yếu của mình chính thái độ ấy sẽ giúp bạn phát triển nhanh chóng gặt hái được những thành tích cao phương diện tài lộc phát triển khá ổn định dù có thể bạn không thu được món hời lớn nào nhưng tiền lời lãi vẫn chảy về túi đều đặn bạn chi tiêu không cần lo nghĩ quá nhiều khi các mối quan hệ xã giao thuận lợi là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng quy mô kinh doanh sản xuất chuyện tình cảm cũng báo về nhiều tin vui bạn cởi mở hơn trong việc tiếp xúc người khác giới thậm chí có thể vô tình gặp được người phù hợp trong một buổi tụ tập giao lưu nào đó hoặc ở nơi công cộng nơi tổ chức sự kiện hai người chỉ vừa gặp gỡ mà đã có rất nhiều chuyện để chia sẻ cùng nhau 12. Tuổi hợi tháng 6 năm 2024 tháng này người tuổi hợi phải đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn, nhưng cũng phải nhìn nhận rằng mọi việc khởi nguồn cũng từ chính bản thân bạn. Vì thế mà bạn cần phải chú ý hơn trong cách nói năng hành xử. Cuộc diện tương xung cho thấy bạn là người có tài ăn nói, có tư duy nhanh nhảy nhưng đôi khi bạn thể hiện bản thân quá đà hoặc nói mà không để ý tới hoàn cảnh xung quanh có thể bạn không cố ý làm việc đó nhưng vẫn sẽ gây mất lòng mọi người xung quanh tạo ra những thị phi hoặc cạnh tranh không đáng có tài lộc cũng không khởi sắc do có đại hao án ngữ bạn nên thận trọng trong các quyết định đầu tư kinh doanh thậm chí là mua bán hàng hóa nếu nhanh nhảu chạy theo xu thế trước khi suy nghĩ kỹ thì dễ tự đẩy bản thân rơi vào bẫy khiến đồng tiền một đi không trở lại phương diện tình cảm cũng chẳng suôn sẻ hơn con giáp này cần chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh chớ đẩy mình vào cảnh tình ngay lý gian người độc thân không nên tin theo lời đường mật của người chưa hiểu rõ bạn có thể bị đối phương lừa gạt vừa mất tiền vừa mất tình